Hello, xin kính chào quý vị. Thì em đã quay trở lại quý vị. Tiệm thì cũng đã tủ và xong vào đó hết rồi. Chỉ là bây giờ em đang trưng bày ra cho tiệm và sau đó em sẽ quay cho quý vị trực tiếp cả nguyên cái tiệm fan remodel như thế nào. Và ngày hôm nay em quay lại cho quý vị có những cái món hàng trong quá trình em dọn ra thì em có soạn cho quý vị một rất là nhiều món vừa đẹp có và vừa rẻ và nói chung là có rất là nhiều. Em sẽ lên live show của ngày hôm nay cho quý vị nha. Thì vào món đầu tiên của ngày hôm nay thì em sẽ có là những cái chiếc nhẫn kim cương, đặc biệt á là những cái chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn đầu tiên ở đây em có là một chiếc nhẫn kim cương trùm, ở trên đó là những cái viên kim cương nước EVS One Clarity, nó trắng rất là trắng luôn quý vị. Cái này như một cái kiểu mà như cái kiểu những nhẫn ông sò đó quý vị, nó có nhô lên ở trên. Ở trên đó là những cái viên kim cương 2 ly và gồm có trên đây tất cả là tới 7 hàng kim cương và mỗi hàng như vậy, mỗi viên như vậy là 2 ly và em sẽ đem đến cho với giá là 2.800 đồng cho cái chiếc nhẫn này. Tiền vàng á, là 10 gram nha quý vị và đây là vàng 18, những cái 18 mà là những cái viên kim cương 2 ly. Và kế tiếp là em sẽ có những cái chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn sapphire. Đây là một chiếc nhẫn platinum. Rồi, trong quá trình em lấy cái chiếc nhẫn đó thì em sẽ show cho quý vị coi cái chiếc nhẫn này ha. Đây. Một cái chiếc nhẫn 2 ly mà rất là đẹp nha quý vị. Đây là gồm có những cái nhẫn có vàng 18 nè quý vị. Mà ở trên đây gồm có tới 2 carat 58 total kim cương. Thì quý vị đã thấy tiền kim cương không trên chiếc nhẫn này hết là 2.000 đồng rồi. 2.800 đồng. Rồi, ở kế tiếp là em có một cái chiếc nhẫn sapphire. Chiếc nhẫn sapphire này á, là gồm có như là một cái chiếc nhẫn marquise đúng không quý vị? Như một chiếc nhẫn marquise, ở giữa là một cái viên kim cương marquise dài và xung quanh đó là những cái viên sapphire và kim cương. Chiếc nhẫn này là một chiếc nhẫn platinum nha quý vị. Và em sẽ đem đến cho quý vị với giá là 2.700 đồng, ở giữa là một cái viên kim cương marquise gồm có 0.5 carat và xung quanh đây á, là gồm có là 2.2 carat total kim cương và chiếc nhẫn này sẽ đem đến cho quý vị với giá là 2.700 đồng. Em sẽ show lên cho quý vị xem nha. Rồi một chiếc nhẫn platinum. Vì chiếc nhẫn kiểu này rất là xinh nha quý vị. Rất là xinh, ở giữa em nói 0.5 carat chứ ở này là phải hơn á. Vì ở giữa là một cái viên marquise, là full marquise luôn. Một cái viên full marquise, không phải là những cái viên hạt ghép lại nhau nha quý vị. Xung quanh là những cái viên sapphire. 2.700 đồng. Chiếc nhẫn này quá xinh. Kế tiếp kế tiếp là có một cái chiếc nhẫn này á, là một cái chiếc nhẫn ở giữa là một cái viên lấy cái rồi ở đây là một cái chiếc nhẫn ở giữa như là một kiểu marquise xung nhau quý vị, ở xung quanh á, hai bên hai hàng đó là một cái kim cương emerald cut, và xung quanh ở giữa là nhìn như là một cái viên marquise đúng không quý vị, nhưng mà không phải, cái đó là những cái viên hạt tròn được ghép lại với nhau hình thành một cái như là hộp giặt nước. Và cái chiếc nhẫn này được cái là một chiếc band rất là dày dặn, và một cái chiếc nhẫn đeo lên rất là xâm tụ. Và cái chiếc này em sẽ đem đến cho quý vị với giá là ở giữa cái chiếc này em sẽ để cho quý vị với giá là 2.800 đồng. Ở đây em có ở giữa là một 6 viên kim cương 3 ly rưỡi nữa quý vị. Đó, 6 viên 3 ly.
anh chị. Rồi, xuống. Rồi, 6 viên kim cương 3 ly rưỡi nha quý vị. Em sẽ để cho quý vị với giá là 2.800 đồng cho cái chiếc nhẫn này. Mà cái này nhìn đeo rất là xâm tụ nha quý vị. Đó. Xung quanh là những cái viên kim cương emerald cut và là 6 viên kim cương 3 ly rưỡi. $2,800. Bây giờ mình vào những cái chiếc nhẫn ở kế tiếp. Em có chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn vàng 18. Chiếc nhẫn vàng 18 này là ở trên tới là 4 carat kim cương vuông nhớ vị, mà mỗi viên kim cương vuông như vậy là 3 ly. Mỗi cái viên kim cương vuông 3 ly mà là nước EVS Clarity. Mà một cái chiếc nhẫn này quý vị, ở ngoài cái này tới 10, để em cân lên cái này, chiếc nhẫn này gần nó tới 17 gram vàng quý vị, mà cái chiếc nhẫn này rất là sâm tụ luôn. Đó, rất là sâm. Và 4 carat kim cương mỗi viên như vậy, vậy là 3 ly nha quý vị, mà là nước EVS Clarity, 17 gram vàng. Bây giờ em tính sơ cho quý vị nha. Thì nếu như mà tiền vàng quý vị thấy hết là 1.000 đồng đúng không, mà 4 carat kim cương, bây giờ em tính sơ cho quý vị, tiền kim cương là coi như còn hết 2.400 rồi. Nhưng mà nguyên chiếc nhẫn này em chỉ bán vì với giá là 2.700 đồng. 2.700 đồng. Mỗi viên kim cương vuông như thế này là 3 ly nha quý vị. Bây giờ 2.700 mà em trừ hết 1.000 đồng tiền vàng là còn có 1.700 đồng tiền kim cương, mà tới 4 carat thì quý vị chia ra chỉ có mỗi carat như vậy tính chỉ có 400 đồng thôi. Trên đây tổng cộng tờ 4 carat nha quý vị, nước EVS Clarity rất là chiếu và trắng, 2.700 đồng. Cái này quý vị đeo á quý vị, mà sau này quý vị không thích nữa đó, mình có thể cắt ra và mình làm một cái mặt dây chuyền mình đeo nha quý vị, rất là xâm, rất là đẹp luôn. Rồi kế tiếp, là em có một cái chiếc nhẫn 1 carat 08 nước G, nhưng mà cái này có dơ tí xíu nha quý vị. Vàng là vàng 18, ở trên đây là cái viên oval, nhưng mà cái này á, là em nói nước G, nhưng mà nếu như mà thật chất ở ngoài quý vị sẽ thấy cái màu nó chưa có hẳn là lại đâu, nó còn trắng, nó chỉ có phết tí xíu vệt trắng thôi. Nhưng mà nó là 1 carat 08, thì cái này sẽ đem đến cho quý vị với giá là 1.000. Em sẽ bán cho quý vị với giá chiếc này là 2.000 đồng. 2.000 nha quý vị. Vàng 18. Vàng 18. Đó. Rồi kế tiếp là em có một cái chiếc nhẫn 1 carat 24. 1 carat 24, ở giữa 1 carat 24 như quý vị. Ở xung quanh hai bên đó là hai cái viên kim cương, cũng hai viên kim cương này là 3 ly 8. Cái chiếc này là em sẽ để cho quý vị với giá là 6.8 nha quý vị, 1 carat 24, 6.8 tính ra là 4.000. Em sẽ để cho quý vị với giá là 4.100 đồng. Ở giữa là 1 carat 24. Thank you.
Rồi, kế tiếp. Kế tiếp em có một cái sợi dây chuyền này nha quý vị, em có đủ màu luôn. Và em có một cái sợi dây chuyền này là một cái sợi dây chuyền full kim cương. Có nghĩa là cứ mỗi một phút là một cái viên kim cương, mỗi một phút là một cái viên kim cương. Mình đeo không cũng được và mình đeo với tất cả các mặt dây chuyền cũng được. Mỗi cái viên kim cương này là 2 ly rưỡi nha quý vị. Cái này mỗi cái viên như thế này là 2 ly rưỡi. Mà em có 3 màu, em có màu trắng, màu rose gold và màu vàng vàng. Em có 3 màu. Mỗi dây vậy em sẽ để cho quý vị với giá rẻ luôn nha, 700. Mà là đều là của Italy nha quý vị. Italy 700. Cứ 1 phút vậy là 2 ly rưỡi, 1 phút là 2 ly rưỡi. Em có màu rose gold, màu trắng và màu vàng. Quý vị nào mà mua trên 2 dây thì em bớt tí xíu nha. Đó, quý vị nào mua trên 2 dây em bớt. Rồi em có màu vàng, em có màu trắng. Quý vị có 3 màu. Rồi, coi qua màu nha. Nó có 3 màu như vậy, trắng, vàng và hồng. Quý vị thích màu nào thì quý vị liên hệ với em, trắng, vàng và hồng. Rồi. Rồi. Kế tiếp em có một cái nhẫn amethyst này nha quý vị, một cái chiếc nhẫn amethyst. Cái chiếc này em bán rẻ nha. Bán cho quý vị với giá là 450 đồng. Chiếc nhẫn amethyst xung quanh nó là những cái viên kim cương. 1 ly 8. Cái chiếc này 450 nha quý vị. Ở giữa là một cái viên amethyst này cũng phải là hơn 3 carat. Mà hình mặt kia. $450 chiếc nhẫn amethyst. Rồi kế tiếp là em có một cái chiếc nhẫn chiếc này rất là hoành tráng nha quý vị. Chiếc này rất là, nói chung là kết nạp với những rất nhiều viên kim cương marquise làm đấu vào nhau là thành như là một cái chiếc lá vậy đó quý vị. Cái chiếc này em sẽ để cho quý vị với giá là 2.500 đồng. Ở trên đó là như là những cái viên kim cương mà quý vị thấy chéo chéo lại với nhau, đó là những cái viên kim cương marquise nha. Đó, 2.500 đồng. Rồi kế tiếp là em có một cái chiếc nhẫn 3 ly 8. Chiếc nhẫn 3 ly 8 này á, là em sẽ để cho quý vị với giá là 420 đồng. Hôm nay em test với nhau quý vị, quay testing 420 đồng cho cái chiếc nhẫn này. Rồi cái chiếc nhẫn này á, là 420 đồng nhớ vị. Ở giữa là một cái viên kim cương 3 ly 8. Đây là chiếc nhẫn kiểu như là hình bông hoa vậy đó quý vị, cái nhụy hoa là 3 ly 8 nha. Còn chiếc này á, là 420 đồng. 3 ly 8 420 đồng. Rồi em sẽ qua cái chiếc kế tiếp. Em có một chiếc nhẫn bông hoa này rất là xinh. Chiếc nhẫn bông hoa này xinh nha quý vị ha. Đó,
kiểu như chỉ những bông hoa. Cái này sẽ bán cho quý vị với giá là 300. 300. Một chiếc nhẫn một trùm kim cương với vị ba hàng kim cương nhưng mà nhìn rất là sung tụ. Cái chiếc này sẽ bán cho quý vị với giá rẻ luôn nha. Em sẽ bán cho quý vị chiếc giá là 550 đồng. Mỗi viên như vậy là 2 ly tới 2 ly rưỡi quý vị. Từ 2 ly tới 2 ly rưỡi, ba hàng kim cương 550 đồng. Rồi có một chiếc nhẫn rose gold. Chiếc nhẫn rose gold này em sẽ bán cho quý vị hình giọt nước nha. Kiểu này rất là xinh, trẻ sẽ thích những kiểu này, rất là đơn giản mà rất là xinh, trẻ trung quý vị. Cái chiếc này sẽ bán cho quý vị giá là 500. Rồi có một cái chiếc nhẫn platinum quý vị. Một cái chiếc nhẫn platinum mà rất là nhiều kim cương luôn, cái này tới là 5 hàng kim cương mà platinum. Cái này gần có tới 20 g platinum, vàng platinum với nhau quý vị. 20 g vàng platinum em sẽ bán cho quý vị với giá là, tiền vàng đó là 1.400 quý vị. Coi như cái viên, cái chiếc nhẫn này em sẽ bán cho quý vị là tính thêm cho quý vị chỉ có là, để coi, em bán chiếc này cho quý vị với giá là 1.950 đồng. 1.950 đồng một cái chiếc nhẫn platinum. Ngày 950 đồng nha quý vị. Platinum ở trên đây là những cái viên kim cương 2 ly. Chạy ra em tính cho quý vị, tôi tính cho quý vị tiền vàng và tiền kim cương tính quý vị chỉ có 100 đồng mà chưa tới nữa, có 97 đồng này phải tính lại. Rồi kế tiếp em có một cái chuỗi tím tử la lan nha quý vị. Màu tím tử la lan, chuỗi cẩm thạch màu tím tử la lan là màu tím nha. Cẩm thạch, chuỗi cẩm thạch màu đá A 100% luôn. Cái chiếc này em sẽ bán cho quý vị với giá là 500. Tím tử la lan đá A nha. Rồi 500. Có giấy kiểm định đá A đàng hoàng. Kế tiếp là em móc một cái sợi dây chuỗi. À cái này nó rất là lạ nha quý vị, rất là lạ luôn, vì quý vị chỉ thấy đơn thuần những cái này chỉ có trong những cái viên thôi đúng không. Đây em có một cái chuỗi opal nha quý vị. Một cái chuỗi opal, anh mở cái đèn lên cho em chỉ không. Một cái chuỗi opal đó quý vị, có giấy kiểm định là natural opal nha quý vị. Quý vị chỉ thấy opal là trong những cái chuỗi hạt thôi đúng không, nhưng mà ở đây em có một cái chuỗi opal nó ở ngoài là một cái màu ánh xanh tím nha quý vị, rất là đẹp luôn, của Úc, opal của Úc. Và cái hạt này đó là một cái hạt 10, đếm đếm nha, 10 cái chuỗi này á, là một cái hạt 10, 12 ly. Một cái hạt 12 ly nha quý vị, mà opal ủa mà cánh lửa rất là nhiều luôn. Mà một cái quý vị opal á, quý vị cứ người Úc á, người ta rất là tin về opal, vì opal á, là một cái loại đá mà rất là để cho xua đuổi những cái xui xẻo của mình đó. Và cái dòng này em sẽ đem đến cho quý vị với giá là 500. Quý vị mỗi cái viên đó thường á, mà những cái
chiếc oval quý vị, mỗi cái hạt như vậy á, để mình làm mặt dây á, một cái hạt nhỏ quý vị mua ít nhất á, cũng phải là 100 đồng rồi, nhưng mà cái này là biết bao nhiêu hạt ở trên đó, và em để cho quý vị cái giá là 500 đồng cho cái chuỗi này. Lạ và hiếm nha quý vị. Rồi kế tiếp em có một cái chuỗi cẩm thạch, cái này có giấy giám định nha quý vị, cẩm thạch mực dục đá A, và cái này là hạt là 8 ly em, và có giấy giám định đàng hoàng. Em sẽ để cho quý vị với giá là 250 đồng một dây, có giấy kiểm định đàng hoàng đá A mực dục nha quý vị, màu đen huyền luôn đó, màu đen huyền luôn, 8 ly, đeo rất là xinh nha quý vị, rất là xinh luôn. Rồi kế tiếp em có một cái chuỗi lưu thống cẩm thạch, cái chuỗi lưu thống cẩm thạch, mà cái lưu này là cái dạng mập nha quý vị, loại bự nha, không phải là dạng nhỏ nhỏ đâu mà dạng bự to cho size nam đeo. Đó, màu huyết ngọc, giấy kiểm định natural jade, mà một cái lưu như vậy á, là có 13 ly là quý vị, 13 ly. Em sẽ mang đến cho quý vị cái dây này với giá là, cái này loại to nha, cái này em mà tách ra một cái lưu này em bán ít nhất là 100 đồng á. Em bán cái dây này cho quý vị với giá là 550 đồng, 550 đồng lưu thống, mọi việc cũng sẽ là lưu, mọi việc sẽ là suôn sẻ cho quý vị nha. Chuỗi cẩm thạch natural đá A đang ngoài như vị huyết ngọc nhưng mà đá A nha. Rồi em có một cái dây cẩm thạch đá A luôn nhưng mà hạt tròn, cái này mỗi viên như vậy á, là 11, gần 12 ly nha quý vị, gần 12 ly, và cái này là đá A 100%, em sẽ bán cho quý vị với giá là, này đẹp quá, 500. Em có một cái chuỗi huyết mà màu vàng nè quý vị, đó cũng là cẩm thạch đá A, có giấy giám định hết, những cái này là đều có giấy giám định nha quý vị. À, chuỗi huyết màu vàng, màu hoàng phỉ nha, đó cái dây này em sẽ bán cho quý vị với giá là 470 đồng. Chuỗi to luôn. Không nhầm. Cái này chỉ có 400 thôi quý vị. 400. Cái này 400 nha. Màu này hoàng phỉ. Em có cái tượng Ngài Quan Thánh Đế nè, cái tượng Ngài Quan Thánh Đế rất là đẹp luôn, ở trên là móng vàng 18 nha quý vị, và cái tượng này em sẽ để cho quý vị với giá là 800. Huyết ngọc, huyết tươi nha,
ở trên là bàn 18, ngài quan thánh đế ở trên là có con rồng. Mặt cẩm thạch vàng 18 và chạm rất là đẹp luôn liền. Ngài quan thánh đế. Em có một cái tượng mẹ Quan Âm chạm rất là đẹp luôn nha, chạm mẹ rất là đẹp luôn. Cái này sẽ em mua trực tiếp nha. Em có bức ngài quan thánh đế màu huyết ngọc phô vàng luôn nha quý vị, màu huyết đẹp mà tươi đẹp lắm nha. Cái này em sẽ bán cho quý vị với giá là ngày chạm hai mặt luôn nha quý vị, chạm hai mặt luôn mà ngài quan thánh đế cưỡi rồng. Em sẽ bán cho quý vị cái tượng này với giá là 1.050 đồng. Em có một cái dây aquamarine mà chất trong nè quý vị. Hôm bữa có cái vòng mà aquamarine em nhận rất là nhiều feedback. Đẹp, rất là đẹp quý vị. Aquamarine ở ngoài quý vị nhìn quý vị mê liền. Cái ánh của aquamarine ở ngoài nó xanh như là một nước biển. Mà nó được cái là nhìn như là quý vị nhìn thấy như là trong nước vậy đó. Trong nước biển, trong nước của mình. Aquamarine có giấy giám định đàng hoàng là natural aquamarine nha quý vị. Đó. Cái dòng chuỗi này em sẽ để cho quý vị. Cái này á, là ngọc trong. Còn quý vị em thấy cho quý vị là hai cái loại, hai cái chất ngọc của em. Thì á, một cái á, là trong và một cái là đục, cũng là aquamarine luôn. Thì cái chất trong này á, em sẽ bán cho quý vị. Quý vị nào mà biết nhìn cái chuỗi này quý vị sẽ biết cái giá trị ngay. Thì em sẽ bán cho quý vị cái chuỗi này với giá là 450 đồng. Còn cái aquamarine này á, nó đục nhưng mà nó bự. Quý vị nào mà thích chơi về cái màu sắc của aquamarine thì quý vị chơi về cái dây này ha. Tuy nó bự nhưng mà được cái là nó chủng màu nó rất là đẹp, màu xanh của màu xanh nước biển, natural aquamarine nha quý vị. Natural aquamarine luôn đó. Và hạt này là hạt to nha. Em sẽ để cho quý vị cái dây này với giá là 600. Cái này là hạt rất là to. Cái này á, mà nếu mà nó trong mà nó bự như thế này nữa, cái dây lên đến hơn 1.000 đồng. Nhưng mà cái ánh này á, là đủ để cho mình thấy cái chất ngọc này là đẹp rồi đó quý vị. Em sẽ dài bữa nữa cho quý vị coi cái loại xấu hơn một tí xíu rồi cái loại đẹp hơn một tí xíu, quý vị sẽ có, quý vị sẽ so sánh nha. Em có một cái dây amazonite nè, natural amazonite nha quý vị. Một cái dây thiên hòa thủy, đá hy thiên hòa thủy, natural amazonite. Em bán cho quý vị với giá là 250 một dây. Cái này là natural nha quý vị, có giấy kiểm định là natural. Vì cái dòng amazonite này quý vị không biết đâu, quý vị mua nhầm lẫn rất là nhiều luôn. Nhưng mà người Mỹ mình nó rất là thích amazonite, thiên hà thủy nha, đá thiên hà. Quý vị nào mà sưu tập về đá như em á, thì em nói chung á, là em sưu tập rất là nhiều loại đá, các loại đá quý khác nhau, mà là đá nhưng mà đá quý nha quý vị, chứ không phải là đá bình thường. Chẳng hạn như mã não nó cũng có cái dòng chất cao, chất thấp, rồi
Nói chung là tất cả các loại đá quý em đều sưu tầm và em đều có hết. Nếu như quý vị nào mà chưa thấy những cái dây đá quý đó em có, quý vị chỉ cần gợi ý thôi là quý vị tích tắc là em sẽ có ngay. Em sẽ sưu tầm, em sẽ biết thêm, em sẽ học thêm về đó. Vì cái sự đam mê về đá quý đối với em nó thì rất là vô đối, và em rất là thích, em rất là mê về đá. Tất cả các loại đá quý như quý vị, đá mà là đá quý và đá bán quý đó. Bên em có một cái chuỗi cẩm thạch chạm. Dây này em sẽ bán cho quý vị huyết ngọc, em bán cho quý vị với giá là 500. Cái này quý vị lấy ra, quý vị làm một cái sợi dây cổ cũng rất là đẹp nha. Nhưng mà cái này ở trên đây là chạm hoa văn hồi, chạm đem cái sự hoa văn hồi là đem cái sự bình an tới cho mình, cho cái gia, cho người gia chủ mà đeo hoa văn hồi như vậy, là chạm trì chú cho bình an. Em có cái dây hộ phách này, em bán cho gì với giá là 350 đồng. To nha, cái hộp này to nha, hộp này tới 14 ly là nó liền 350 đồng. À, sẵn tiện là em có những cái vòng, đây là những cái vòng em để đặc biệt, rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Những cái vòng này á, là tại em còn sót lại và em chưa có đi làm giấy. Những cái vòng này thôi vậy ha. Lão lam thủy, những cái màu lão lam thủy rất là đẹp, như là màu sơn thủy nha quý vị, chất ngọc trong chứ không có đục nha quý vị, nhìn vậy chứ cả cái màu ở ngoài đó là chuyện trong chứ không có đục, chỉ có cái này nó còn đục tí xíu nhưng mà nó có được cái màu nền. Còn cái này là nó có chất trong ở trong đó nha, chất băng ở trong đó. Thì mỗi cái chiếc vòng như thế này em chưa đi làm giấy, em sẽ để cho quý vị cái giá rất là đặc biệt luôn. Nếu quý vị muốn đi làm giấy thì quý vị cộng thêm cho em 100 đồng mỗi cái. Em sẽ bán cho quý vị mỗi chiếc như thế này. Mà bản to không nha quý vị, bản to không nha. Đó, mà đá y cẩm thạch luôn, 200 đồng một chiếc. Có cái chiếc này nó lên ẩn hồng, nó lên quýt ra đây. Đó, 200 đồng chiếc một cái tiếng ngọc nè. Hai trăm đồng một chiếc nha. Màu này rất là xinh. Đeo rất là trẻ trung cá tính nha quý vị. Đó, đeo rất là trẻ trung và cá tính luôn. Màu trắng thì nó có cái sự mềm mại riêng, còn màu đen thì nó có cái, không phải màu đen nữa mà màu lỏng lam thủy nha, là nó có cái sự cá tính riêng. Mỗi cái màu quý vị sẽ thấy có một cái màu sắc và đem một cái sự gọi là cái cá tính riêng của mình. Này tháo ra không được. Có chiếc này nè, nó trong đẹp luôn, không phải trong đẹp mà cái này là có lên ẩn huyết nè, nhưng mà như là cái màu cái này lạ hả quý vị ha, cũng 200. Chiếc này em có đi làm giấy rồi, cái này huyết ngọc đi tay của cái vòng này là 51. Chiếc này sẽ đem đến cho quý vị với giá là 300.
300 một cái vòng huyết ngọc nha quý vị. Đeo cũng vừa chứ cái này đeo lên cá tính lắm, cái chiếc này đeo lên rất là cá tính. 300 em có một cái chiếc huyết này đi tay 48 nhỏ quá. Quý vị nào mà thích có cái chiếc tay nhỏ như thế này, chiếc huyết này bán rẻ luôn nha, 250, mảnh vuông rất là cá tính đó, 48. Chiếc huyết luôn cũng 48 luôn mà huyết lên ẩn lên đỏ tươi nha quý vị ha. Bằng giá bây giờ vậy cho công bằng, bây giờ em có nè, rồi đó em chỉ có nhiêu đây thôi. Rồi, nếu quý vị không lấy thì em sẽ đi làm giấy, em sẽ làm giấy thì quý vị mua chiếc này với giá là 300, còn nếu có thể thì là 200 đồng một chiếc trước khi em đi làm giấy nha. Nhưng mà cái này là lên ẩn lên xanh rồi hết rồi nha, đá ai đẹp, cái này lên lục luôn nè. Quý vị mua mấy cái chiếc này mà em bán đá này là đá thiên nhiên, màu thiên nhiên, mà quý vị đã mua có 200 thôi, nhưng mà quý vị chích màu quá, quý vị đã mua hết. Nếu chỗ khác quý vị mua cũng là 200 đồng một chiếc rồi, cái này là thiên nhiên 100% luôn nha, thiên nhiên 100% mà đeo lên rất là cá tính luôn á. Em nghĩ là em có đủ ni tay, mỗi ni tay em có một chiếc, thường em làm vòng mỗi ni tay em có một chiếc, mỗi size em có một chiếc, thì cái đó quý vị nhắn cho em cái size nha. Để em sẽ lựa. Rồi em có rất là nhiều mặt trầm hương chạm khắc rất là đẹp luôn, và thêm vào đó là những cái dầu này trầm hương Indo và mùi hương rất là thơm quý vị, rất là thơm. Quý vị mà cầm thôi quý vị cũng đã từ xa quý vị đã thấy cái mùi rất là thơm rồi. Em có mẹ qua ngâm niềm mắt ngàn tay nè, rồi đó, rồi mẹ qua ngâm tự tại mà chạm rất là đẹp nha quý vị, này trầm hương thiên nhiên 100%. Và em có Phật tổ Như Lai. Cái này quý vị muốn em làm móc vàng lên thêm nữa thì em sẽ làm móc vàng. Còn nếu quý vị muốn để em làm một cái cọng dây rồi để quý vị treo xe, em cũng làm để cho quý vị treo xe luôn. Nhưng mà những cái này là những cái gỗ trầm hương thiên nhiên nha quý vị. Đó, cái mùi trầm hương thiên nhiên. Nè, anh thử cái mùi trầm hương nè. Thơm lắm, cái loại này là cái loại dầu tốt của em luôn đó quý vị. Đó, cái này là chạm hai bên là thiện và ác nè. Rồi ở giữa là cái này là trầm hương thiên nhiên 100% nha. Mỗi cái mặt như thế này em sẽ để cho quý vị một cái giá mà quý vị không bao giờ có thể mua được cái loại gỗ trầm như thế này, dầu như thế này, mùi hương thơm như thế này, quý vị sẽ không bao giờ quý vị mua ở bất cứ nơi nào. Em sẽ để mỗi cái mặt như vậy với giá là 400 đồng, chỉ riêng cái tuần này em bán cho quý vị mỗi cái mặt như vậy 400 đồng, mà là trầm hương Indo 100% thiên nhiên, mà cái mùi rất là thơm, mà cái loại này là cái dầu tốt, gỗ tốt của em đó quý vị. 400 đồng nha. Quý vị có thể lên thị trường, quý vị sẽ thấy bây giờ quý vị mua với cái giá 400, người ta sẽ nói quý vị là trầm hương, là trầm hương mấy trăm năm tuổi, nhưng mà thực chất là
không phải là trầm hương thiên nhiên, còn cái này là trầm hương thiên nhiên rất là thơm. Cái này á, là vì em làm ra, em tận dụng những cái phôi, những cái phôi trầm mà em có được, những cái nào em làm chuỗi được, em làm chuỗi những cái nào em làm mặt được, em làm mặt. Quý vị có thấy không, cái nét chạm của em là chỉ duy nhất ở tiệm em có, từ cẩm thạch cho tới nét chạm của trầm hương. Quý vị trên thị trường quý vị sẽ không bao giờ thấy những cái nét chạm này, và chỉ có nhà em là thợ chạm chuyên nghiệp thì mới chạm ra được từ trên đá cho tới lên trên gỗ trầm. Và em đã nói với quý vị rồi là em sẽ cho quý vị biết thêm nhiều về trầm hương nữa đó, và quý vị sẽ thấy được là những cái mặt trầm hương như thế này, chạm như thế này, kiểu màu như thế này không bao giờ có. Cái này là đều là chạm tay nha quý vị, chạm tay ha. Em có tượng chúa nữa quý vị, tượng chúa nữa nha đó, mà chạm rất là đẹp, rất ngài nhìn rất là có hồn luôn. Em nói, quý vị có thể làm một cái móc vàng lên quý vị đeo, và quý vị hoặc quý vị có thể làm dây đen lên quý vị đeo, quý vị đeo cái nào cũng được. Nhưng quý vị biết trầm hương á, em khuyên thích quý vị nếu quý vị mà có đeo, quý vị nên đeo với cọng dây đen. Vì sao? Khi quý vị đeo với cọng dây đen á thì mình tôn lên cái sự trẻ trung của mình. Và quý vị đeo với lại những con dây đen, mình có thể khi mà mình đeo dài dài ra một tí xíu thì khi mà mình có thể tắm thì mình chỉ cần cởi ra mà thôi. Và quý vị độc và lạ luôn nha quý vị, không bao giờ có những cái mặt chạm như thế này. Cái hình này nè quý vị nào mà thích á, em có thể lấy cho quý vị một bức em đã chạm trên đá rồi. Và chính vì em đã từng chạm trên đá rồi em mới có ý tưởng chạm lên trầm hương. Để em xíu em cho quý vị coi. Để yên. Quý vị, em là mua tận gốc bán tận ngọn nên cái giá thành của em là không thể nào mà không ở đâu sánh bằng. Quý vị thấy không, đây là một bức em chạm trên miếng ngọc, và cũng vì ở trên cái miếng ngọc này mà em thấy đam mê thì em mới bắt đầu, khi mà em vào trầm hương rồi em sẽ chạm lên trầm hương đó. Em nói quý vị, tất cả các gì mà em đã đem lên cho quý vị, cái thứ nhất là giá thành nó phải rất là tốt, và cái em không có tạp nham, là có nghĩa là đưa cái nào mà chưa biết em cũng đem lên bán cho quý vị, cái nào em biết rồi, cái nào em đã trải nghiệm qua, cái nào em đã thử nghiệm qua em mới dám đem lên cho quý vị đó. Quý vị thấy không, quý vị bây giờ quý vị nói quý vị thích cái nét này, quý vị muốn chạm trên một cái lần đá khác em cũng làm được cho quý vị nữa đó. Thơm lắm quý vị, trầm hương này rất là thơm. Chỉ duy nhất trong cái livestream này em sẽ để đặc biệt cho quý vị 400 đồng một mặt, và sau đó nữa là giá thành em không để được cho quý vị với giá là 400 nha. Cái này em nói trước, duy nhất chỉ trong cái livestream này, và em chỉ để đúng một tuần thôi quý vị, kể từ ngày hôm nay. Hôm nay mấy tay em? 19. Dạ 19, hôm nay là tháng 8 ngày 19, em sẽ để đúng một tuần với cái giá mặt trầm hương đó nha quý vị. Và sau đó nữa là không có cái giá đó nữa đâu. Rồi, cái tiếp em có một cái chuỗi lục bảo. Cái này là một cái màu lam thiên không, là một cái màu như là một bầu trời đó quý vị. Thì quý vị cũng đã biết cái màu này thì mình có hai cái. Đó. Cái này thì thiên về màu xanh lục nè. Ha. Còn cái này á, là thiên về màu xanh, như là màu xanh mặt trời đó quý vị, mặt trời mà và cái này là thiên về màu xanh lục nhiều hơn. Thì cái này là tham thiên không. Cái vòng này em sẽ để cho quý vị với giá 500 đồng một dây. Cái này là loại trong của em. Sao quý vị sao biết được là cái loại nó trong, thì từ xa quý vị thấy cái ngọc mà nó trong đó thì mình thấy như nó có nước ở trong đó nhiều hơn,
Và khi mà mình đục á, thì mình nhìn lên mình sẽ biết liền là nó nhìn nó có đốm nhiều hơn. Còn cái này á, là nó có, nó đục nên nó trong không vậy ha. 500. Có nhiều quý vị có biết đá quý á, càng ngày quý vị cứ siêu tầm, quý vị sẽ thấy được cái giá trị của đá mà mình siêu tầm bỏ vào đó càng ngày cứ đi lên. Và quý vị phải siêu tầm cho đúng, phải mua cho đúng. Chứ quý vị mà mua những cái loại đá quý mà mình không có cái value ở trong đó thì tất nhiên là mình mua hoài, cho dù mình để có cả ngàn năm quý vị cũng sẽ không có cái value trong đó. Còn những cái đá quý mà quý vị mà sưu tầm mà nó đã là một cái thiên nhiên, là một cái gọi là thị trường bây giờ đang săn đón và giá thành nó đang lên cao, thì tất nhiên là quý vị càng ngày nó sẽ mua, quý vị sẽ thấy được là mình đúng, lựa chọn rất là đúng. Thì sao người ta gọi là đá quý đó. Rồi em có một cái dây chuỗi huyết, huyết mực nha quý vị, huyết mực, một dây chuỗi huyết mực. Và cái này mình có thể đeo làm cổ. Nói chung cái dây này rất là dài. Quý vị nào mà như em thì á, em sẽ để ngắn lại, em sẽ đeo ngắn lại, em dư ra em làm một cái dây tay. Và còn không á, lại một, làm một cái dây cổ. Thì cái dây này em sẽ đem đến quý vị với giá là 500 đồng một dây. Có giấy kiểm định là đá cẩm thạch, đá E nha. Cái này là huyết mực nha quý vị. Rồi, những cái dây hút phong độc. Những cái dây hút phong độc nha quý vị. Dây hút phong độc quý vị, em có về hàng rồi, em có thêm rồi. Cái này thợ vừa giao cho em luôn những dây hút phong độc nha. Với giá là, cái này quý vị inbox cho em nha. Vì có vàng hay là không có vàng rồi, cái này nó cương chung á, là cái này hút phong độc nhưng mà cái loại này á là loại huyết huyết nha quý vị. Hai trăm đồng một dây, loại 150, 200 cũng có. Vậy này đi liên hệ cho em. Cũng có chụp vòng nữa đó, không biết nhau thì thuốc không đọc. Đó, trầm á, khi mà em làm tiện hạt ra như thế này quý vị. Anh lụm, anh biết vì biết không, khi mà trầm á, mà em tiện hạt ra như thế này á, em chưa có bán, em chưa có, một khi mà khách chạm lên cho em á, mà ấy lộn, thợ mà chạm ra làm ra cho em rồi á, em chưa có mà bán liền được cho quý vị đâu. Một cái phôi trầm của em á, mấy ký có, rồi có những cái phôi trầm em chỉ có mấy trăm gram thôi. Nói chung á, tùy độ dầu, rồi tùy loại trầm nữa. Nó em làm ra xong rồi á, em phải đợi xong xuôi rồi á, phân ra trầm nó cũng như ngọc vậy quý vị, phân ra chủng loại rồi xong rồi em mới từ đó mới bán cho quý vị được. Nên nó cái trầm á, đưa lên cho quý vị dây này giá này, đưa lên cho quý vị giá dây này giá kia, nó không có được như vậy. Trầm á là mình phải chạm tay và mình phải nếu quý vị mà mua cái chỗ uy tín thì người ta sẽ cho quý vị được những cái option để quý vị lựa. Chẳng hạn như quý vị mua một cái sợi dây trầm, bây giờ quý vị mua một cái sợi dây trầm thiên nhiên đi, quý vị nói là quý vị chỉ muốn mua một cái sợi dây trầm thiên nhiên thôi, quý vị chỉ muốn xài cỡ chừng thiên nhiên, mỗi vị chỉ expect giá cỡ chừng 400
500 chỗ đó, thì cái tầm giá đó mùi thiên nhiên em bảo đảm quý vị luôn là quý vị nhận rồi quý vị sẽ không có ưng cho mấy. Vì khi mà người ta đã nghe một cái gì đó mà có mùi hương, đúng không? Vì chẳng hạn như ngày đầu em nói là trầm hương là nó có cái mùi hương, thì trong đầu của em á, là em expect là khi mà em cầm cái dây đó lên từ xa thôi, em đã giống như từ đây là em đã thấy cái em sẽ hửi được cái mùi đó. Cái đó là cái suy nghĩ trong đầu của em, là khi mà em cầm một cái dây trầm lên là em phải có từ xa em đã có cái mùi rồi đó. Nên và cái thứ nhì nữa là em khi mà mua bất cứ gì, cái chữ thiên nhiên nó cũng sẽ mạnh hơn đó. Nhưng mà em nói cho quý vị nghe, trong trầm hương á không có cái gì mà gọi là nói chung là thiên nhiên nó sẽ tốt hơn nuôi. Bây giờ cái trầm mà trầm nuôi bây giờ á, có nhiều cái trầm nuôi á quý vị, nếu mà đúng ngày đúng tháng đúng tuổi người ta mới khai thác, thì cái giá trầm nó cũng sẽ bằng những cái dây trầm thiên nhiên. Mà thiên nhiên đây á, là những cái dây trầm thiên nhiên mà thiên nhiên người ta để thiên nhiên, nhưng người ta chưa đủ ngày đủ tháng người ta đã khai thác rồi. Hoặc là cái dây trầm nó, cái phôi trầm nó chưa có đủ dầu, chưa có đủ mà cái mùi hương, hay là chưa có đủ banh dầu ở trong đó, thì nó cũng sẽ rẻ thôi. Nên quý vị, nếu quý vị mua trầm thiên nhiên mà quý vị mua với mức giá là từ 500, là quý vị đừng có bao giờ expect cái mùi hương. Cầm như vậy thôi quý vị sẽ có cái mùi hương, hoặc là để trên mũi là mình sẽ cảm thấy được cái mùi hương liền. Trầm á, quý vị mua vật tầm mức giá 500 mà để là thiên nhiên á, em nói luôn quý vị là quý vị phải đeo. Quý vị phải đeo, từ từ cái dầu của quý vị nó ra rồi á, thì cái trầm nó sẽ lên cái mùi hương, nó sẽ làm cho cái mùi hương nó tỏa ra nhiều hơn. Nhưng quý vị phải biết một điều là cho dù nó có tỏa cái mùi hương thì quý vị cầm cái trầm đó quý vị để lên mũi, quý vị hửi thì nó mới ra mùi hương. Chứ không thể nào mình quý vị mà đeo như vậy mà quý vị expect như là cái mùi hương giọt thơm á, người ta xịt đó là từ xa mình đã hửi được. Cái đó là không phải trầm hương quý vị. Nếu như cái mùi hương mà quý vị từ xa như thế này, quý vị đã hửi được cái mùi trầm hương. Giống như quý vị chỉ để cách xa chưa tới 10 inch, quý vị hửi được cái mùi trầm hương, là quý vị biết không, cái đó chỉ có tẩm mùi mà thôi, chỉ có tẩm mùi, tẩm hóa chất mà thôi. Còn trầm, nếu quý vị là bỏ 500 đồng mua một cái dây trầm thiên nhiên để expect cho cái mùi nó nhiều, thì quý vị đừng một bỏ ra 500 đồng, quý vị chỉ bỏ ra đúng 200 đồng quý vị mua một cái dây trầm nuôi cho em. Dây trầm nuôi đây á, là người ta vẫn là trầm hương do con người trồng cấy, và người ta cũng nuôi với một cái năm ngày đủ tháng người ta mới khai thác cái trầm đó, nên gọi là trầm nuôi. Còn cái trầm mà quý vị mà đang sợ đây trên thị trường là cái đó là trầm gió bầu, hoặc là trầm đó là trầm tẩm mùi. Những cái trầm đó quý vị càng đeo quý vị càng ngứa, và vì trong đó còn hóa chất không ạ. Còn trầm nuôi đây là sao? Có nghĩa là cây trầm á, lần cứ càng tổn thương thì nó sẽ càng tạo ra trầm, nó sẽ càng lên cái nó sẽ càng tạo những cái vết thương, nó sẽ làm cho ra những cái phôi trầm. Thì người ta trồng 10 cây không phải là người ta sẽ đạt hết 10 cây. Người ta trồng 10 cây đây á, người gió bầu đây có thể đạt chỉ được 5 cây, 7 cây, 6 cây. Không phải là 10 cây trúng hết 10 cây, không có. Thì những cái cây mà đạt được người ta gọi là trầm hương. Đó, còn những đó thì đó là lý do vì sao quý vị mua, quý vị phải nói là quý vị không biết thì em sẽ tư vấn rất là nhiệt tình cho quý vị. Nhưng mà quý vị phải một điều là quý vị, nếu quý vị mà cứ trong đầu quý vị cứ nói là muốn mua cái dây 500 thiên nhiên mà là phải là tự nhiên nha, rồi quý vị phải expect là cái mùi nó rất là thơm hay như thế nào đó, thì em nói thiệt luôn quý vị là sẽ không có. Em đây bán rất là có tâm nên em sẽ không có. Quý vị mua, quý vị giống như vừa rồi có một chị mua em một cái dây trầm hương thiên nhiên, em biết được là chị đó nhận, chị đó sẽ không thích cho lắm. Vì sao? Vì một cái dây trầm hương thiên nhiên chị đó mua có 400-450 mà thôi, thì đúng là cái mang, nó mang cái mát là thiên nhiên, nhưng mà cái mùi hương á, mình khi mình hửi vào á, chị expect là cái mùi hương nó phải nồng nặc, phải nồng, giống như là nó phải nồng lên. Thì cái đó em hiểu cái tâm lý, vì bản thân em ngày đầu mà em biết về trầm á, em chơi về trầm á, thì em cũng như vậy thôi. Thì
em mới nói chị là thôi chị mua một cái dây nuôi đi, chị đeo thử một cái dây nuôi và một cái dây thiên nhiên đi. Thì chị mới nghe em mua một cái dây nuôi thì về chị lại thích một cái dây nuôi đó hơn. Dây nuôi đó chỉ có 199 đồng mà thôi, mà chị lại đeo càng thích hơn. Tại vì sao? Cái dây cái rất là dễ hiểu, vì trầm mà trầm thiên nhiên. Quý vị mua, quý vị cho dù nó mang cái mát thiên nhiên nhưng mà giống như chẳng hạn như là nó phải đúng một năm người ta mới khai thác, em thí dụ thôi nha. Nhưng mà cái trầm thiên nhiên này người ta đi người ta 6 tháng người ta đã khai thác rồi. Lớn. Đó thì quý vị khai thác hơn rồi. Mà còn cái trầm nuôi đây là một năm. Được rồi, để zoom. Còn cái trầm nuôi đây á quý vị, người ta là khai thác nuôi nhưng mà người ta khai thác đúng là một năm đi, thì tất nhiên là cái trầm nuôi này cái mùi hương của nó, cái dầu dầu của nó sẽ nặng hơn cái trầm hương thiên nhiên. Cái đó là chỉ có như vậy thôi. Đó là vì sao mà nếu mà thiên nhiên mà nó nuôi đủ đúng một năm thì giá thành nó không có cái giá 450, cái giá thành nó phải double lên, nó cũng là 900. Thì trầm hương nó cũng như đó, cứ vậy đó quý vị, cứ quality nào nó cũng sẽ có một cái giá mạng khác nhau ở đó. Chẳng hạn như bây giờ em có hai cái bịch trầm, hai cái trầm em mới vừa tạc hạt ra, để tạc hạt ra thì quý vị có thấy hai hạt trầm, nhưng mà em quý vị cũng tông màu như nhau, cũng loại như nhau, nhưng mà một bên em sẽ mắc hơn và một bên nó sẽ rẻ hơn. Vì sao? Một bên dầu nặng, một bên dầu nhẹ. Trong một cái khối trầm đâu phải là nguyên một cái khúc gỗ trầm. Mình có thể nói là miếng như chẳng hạn như trong đá, giống như quý vị nhìn cái miếng này như là trầm đi, em không có cầm cái phôi trầm ở đây, giống như chẳng hạn như quý vị giờ tưởng tượng cái này nguyên khúc phôi trầm, thì bây giờ quý vị tạc ngay khúc này thì nó có dầu nhiều, còn tạc ngay khúc này nó ít dầu, còn tạc ở đây thì nó lại không dầu, ở đây là bị mục, nó là như vậy. Nó nên trầm nó cũng như ngọc vậy quý vị, nó cũng có chủng, cũng có cấp bậc nữa quý vị. Nó nên quý vị mà mua trầm mà mua theo qua màn hình, hay quý vị mua theo mà cầm lên đưa quý vị, cầm lên là cái này này này, quý vị mua quý vị không có ai, không sẽ không ai mà ngồi nói kỹ càng cho quý vị như vậy. Rồi quay về tới ngọc một tí xíu thì ở đây hôm nay có chợ đêm nên quý vị nên cái background của em nó hơi bị ồn ào một tí xíu, vì em đã lỡ một tuần với quý vị rồi nên tuần này em không thể nào lỡ nữa, nên em cũng cố gắng lên quý vị một tí xíu nên nhưng mà cuối tuần thì ở ngoài Phước Lộc Thọ vẫn còn chợ đêm nha quý vị, nên cái đó là em không thể làm tránh được. Ở đây em có một cái tượng mẹ Quan Âm màu bạch ngọc nha quý vị, chạm rất là đẹp luôn, rất là thần thái. Cái này luôn vàng em sẽ bán cho quý vị với giá là 800. Luôn vàng nha quý vị. Mà chạm rất là đẹp, bạch ngọc. Nói chung một màu trắng nên lên cái nền nó không có rõ đâu, vì nó chỉ là một cái màu trắng thôi. Cũng như là cẩm thạch thôi vậy. Cái này là chẳng lẽ là thường những cái này là có nhiều khi người không ai chia sẻ cho quý vị và cũng sẽ không bao giờ mà. Đây là một cái dây huyết của em đúng không? Cái này là một cái dây huyết của em, quý vị thấy trên màn hình nó rất là đẹp, nó rất là lung linh. Nó không có một cái tì vết gì hết, vì nó qua một cái màn hình nó cũng không có một tì vết. Rõ ràng quý vị thấy không có tì vết đúng không? Em đưa lên cho quý vị một cái dây thứ hai, cũng qua một cái màn hình. Quý vị thấy hai dây này nó cũng như nhau mà thôi, đúng không? Hai dây này như nhau, nó không có khác cái gì hết. Nhưng quý vị nào có biết á, cái dây nhỏ này á, cái dây này á, em chỉ bán cho quý vị với giá là 350 đồng mà thôi.
350 đồng. Còn cái dây này em bán quý vị với giá là 500 đồng một dây. Vì sao? Vì cái dây 350 đồng này á có những cái viên. Thấy không được. Có những cái viên quý vị thấy, quý vị thấy thích trắng ở đây không? Đó, những cái viên là nó bị xốp. Đó, nó có vài viên nó bị như vậy. Đó, nó chưa có được hoàn hảo. Đó, trong cái hạt này nó có vài viên, nó còn đó, nó còn giống như là chất dơ. Thì quý vị cũng nhìn qua trên màn hình, em cũng có thể em bán cho quý vị cái dây này với giá 500, vì trên màn hình quý vị đâu có biết được cái sự khác biệt. Nhưng không, em bán quý vị cái dây này 350 đồng và cái dây này là 500 đồng. Tất nhiên là cái dây 500 đồng này nó cái độ hoàn hảo của nó phải là cao hơn. Đó, cái hộp xốp nào quý vị. Đó, cái hộp nó còn có xốp nè. Thì đây nè. Đó. Đây nè quý vị, đó, cái hộp đó. Đó, nó có một hộp, hai hộp xốp. Nhưng nếu quý vị nào mà chỉ chủ yếu là có một cái vòng, một cái dây chuỗi màu đỏ, một cái dây chuỗi màu đỏ đeo cho may mắn, đeo cho một cái vòng, một cái cẩm thạch may mắn đó, màu huyết đỏ như thế này, thì quý vị chọn một cái dây này là hợp lý rồi, 350 đồng. Nhưng quý vị nào mà có một cái tư tưởng phải là một đeo một cái gì đó phải là top of the line hay là một cái gì đó đẹp đó, chẳng hạn như mà một khi mà em đã có một cái dây rẻ rồi á, thì em kế tiếp em mua là một cái dây mắc hơn, em upgrade lên từ từ. Vì một khi mà mình upgrade lên vậy, mình thấy cái đồ của mình nhìn vô mình rất là thích, mình rất là đam mê đó, mình sẽ upgrade lên đó. Cái này em sẽ sâu lại cho quý vị, vì thợ mới vừa giao cho em nên em chưa có kịp, em chỉ mới sâu vô trại á đó. Hai giá thành nó khác nhau. Rồi, em có một cái dây ruby cắt chát nha quý vị. Dây ruby cắt chát. Rồi, dây ruby cắt chát 550 đồng. Yeah. Quý vị cắt chát nên lâm ra quý vị nhìn nó chiếu đó, đeo rất là đẹp. Quý vị cái dây này á, quý vị bỏ thêm một con tỳ hưu vô đeo đẹp lắm nha. Rất là đẹp luôn. Rất là nổi luôn, một cái dây ruby cắt chát 550 đồng, natural ruby nha quý vị. Natural ruby. Cũng như mã não nha quý vị. Ở đây em có những cái chuỗi mã não. Mã não nha quý vị, mã não quý vị rất là nhiều, quý vị sẽ nhầm tưởng với là nhựa đổ. À, nhựa đổ đây á, giống như chẳng hạn như cái này em chia sẻ rất là thật lòng, là khi mà em mới vừa vào biết về đá quý, thì khi mà em nghe cái tên mã não đó, thì em mường tượng tới một cái dây hay là một cái đá là như là nhựa đổ. Nhưng mà quý vị, một khi mà em học về và em tìm hiểu thêm á, thì quý vị có biết không, có nhiều cái dây chuỗi mã não á, nó rất là đắt tiền đó, chứ không có phải là. Và mã não đây á, là một loại đá. Còn cái nhựa đổ mà quý vị thấy thường ngày á, mà nhựa đổ quý vị thấy thường ngày á, khi mà mình va vào nhau á, quý vị sẽ thấy cái nó không có cái sự, nó không có tiếng, mà nó nghe nó như là nó bị đợt, nó bị giống như là cái tiếng nó không có, nói chung là nó không có tiếng va. Đó là nhựa đổ, nó khác. Và đây là một cái dạng mã não, mà mã não anh đào cái này nó chưa có loại là phải là loại tốt, loại đẹp hay là đẹp. Và vì em chỉ là nhiều quý vị muốn kiếm cho mình những cái dây chuỗi mã não, thì theo em nghe nói thì là những người Hoa rất là ưa chuộng mã não, vì mã não đem lại một cái sự, một trong những loại ngọc
mà đem lại bình an cho họ. Mà đây là bản đảo thiên nhiên quý vị, thiên nhiên 100% natural agate. Nếu như quý vị mà lấy nhựa thông, lấy nhựa cái loại này mà quý vị đi giám định nó sẽ ra là plastic. Em không có cái đó đây, nhưng mà cái này em giám định ra là natural agate. Cái dây này em sẽ bán cho quý vị với giá là 45 đồng một dây. Cái này là bán 45 đồng một dây nha quý vị, còn nhựa đổ em bán đó, có 10 đồng một dây mà thôi. Cái này là natural agate. Mà ở trên đây là những cái hoa lá, ở trên đây nó như là hoa anh đào, như vậy người ta gọi là mã não hoa anh đào nha. Đó. Đây là mã não, đá mã não 100% đá thiên nhiên, không phải là nhựa. Em được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 giây, 45 đồng một giây. Chân lẽ lên bán cái dây này là 60 đồng một giây đó, nhưng mà bán lại hôm nay 45 đồng một giây. Sau hôm nay là 60 đồng một giây nha quý vị. Cái này là mã não thiệt chứ không phải là nhựa đổ nha. Rồi có những cái dây mã não hạt nhỏ hơn, hạt nhỏ hơn nữa, hạt nhỏ hạt lớn thì cũng 45 đồng nha chị á. Đó, tụi muốn đeo nhỏ đeo lớn tùy nha. Đó, nhỏ thì nó màu nó đỏ hơn, nó nhiều bông hơn. Em có cái tượng ngài Quan Thánh Đế chạm đẹp nhớ gì, chạm đẹp luôn. Và cái này luôn vàng nha quý vị, luôn vàng 18. Ngài Quan Thánh Đế luôn vàng 18 luôn. Em sẽ bán cái tượng này với giá là 700 đồng. Em có một cái tượng mẹ Quan Âm, Lão Lâm Thủy, mẹ đang cưỡi con rồng ha. Mẹ Quan Âm cưỡi rồng. Cái này là nam đeo nhé mọi người. Nếu mà nữ mà đang muốn đeo tự có cá tính thì cũng được. Còn này là em thấy thích hợp cho nam đeo nhiều hơn. Mà cái này đá A 100% nha. Rồi cái này ở trên có vàng luôn, em bán tượng này. Rồi, cái tượng này sẽ bán với giá là 900. Chạm tứ diện. Đá A nha quý vị. Ở ngoài là một cái màu lam tiên phong. Còn bán nhanh luôn 800 rồi, bán 800 luôn nha. 800.
mà em sẽ đem đến cho quý vị với giá là 600. Luôn vàng 18 nha quý vị. Luôn vàng 18. 600. Đó. Phật bản mệnh, em sẽ lên vài bức nha. Rồi. Cái này em có là Phổ Hiền Bồ Tát. Cái này là cho tuổi Thìn và tuổi Thìn Tỵ. Thìn và tuổi Tỵ luôn vàng 18 600. Đó. Rồi, còn cái này á là Bất Động Minh Vương. Ngài Bất Động Minh Vương, cái này là cho tuổi Dậu nha quý vị. Tuổi Dậu. Còn cái này em có là Phật Thích Ca nè. Đó. Bao nhiêu like? Em cứ lộn bức Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Quý vị biết nào cái này đúng vị Phật, quý vị nói cho em nghe nha. Nhắn tin cho em biết này. Cũng 600. Rồi có Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát. Hư Không Tạng Bồ Tát. Tuổi Sửu và tuổi Dần. Sửu Dần Hư Không Tạng Bồ Tát. Có một cái bức con nai, nai tài lộc nha, bạch ngọc trong cái lỗi vòng đẹp của em, tượng trưng cho tài ngọc là thịnh vượng ha. Đó mà đẹp không, cái bức này vàng 18 350 đồng. Cái có bức này nè, chín con rồng. Quý vị nào là nam mà muốn đeo to hoặc là muốn để treo xe, chín con rồng bạch ngọc, chín con rồng. Cái này em bán cho quý vị cái miếng ngọc thôi nha, thì em không biết là quý vị muốn treo xe hay không, muốn làm gì một cái bức to như thế này. Quý vị nào là nam mà thích đeo to thì cũng rất là hợp lý, quý vị nào mà để treo xe cũng rất là hợp lý nha. Rồi, em bán cái bức này ngọc rẻ luôn nha, chín con rồng ở trên đây 220 đồng. Chín con rồng mà chạm rất là đẹp nha quý vị. Cái này là những anh nam to thích đeo to rồi khẩn vàng thêm xung quanh rồi viền kim cương viền vàng á, vì đây là một cái bạch ngọc, bức bạch ngọc rất là đẹp, chạm đẹp luôn. Có một cái bức Hư Không Tạng Bồ Tát cho tuổi Sừng, Sửu và tuổi Dần. Này luôn vàng luôn nha, em bán cho quý vị với giá là 400, để coi. À, cái này luôn vàng luôn, bán cho quý vị với giá là 500. Bức này quá đẹp của con vị, cái này trong một cái lõi vòng. À, một cái lõi vòng mà vòng này là vòng mắc tiền của em nha, mà đây là một cái con phượng hoàng lửa này, đẹp không, huyết ngọc đẹp, rất là đẹp luôn đó, mà một miếng đá của em này. Đó, cái này cái lõi vòng em làm ra một cái bức này quá đẹp, quá xuất sắc luôn, vàng 18 nha quý vị. Quá xuất sắc luôn nha cái bức này, 1.400 đồng. Phượng hoàng bức này rất là đẹp nha quý vị, rất rất là đẹp luôn, không những cái màu sắc và cái chất ngọc nữa quý vị, chất ngọc rất là mịn, rất là đẹp, được điêu khắc rất là tỉ mỉ, ngọc rất là bóng. Như huyết mà quý vị, huyết mà cũng có loại nhiều dạng huyết, có nhiều dạng huyết không bị khô vậy. Đó, nhưng mà cái chất ngọc này chất ngọc bóng.
có một cái bức mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Bức này em sẽ bán cho quý vị với giá là 950 đồng. Mà chạm rất là đẹp như quý vị. Cái này là có một cái màu không phải là quá về màu bạch ngọc đâu. Ở ngoài nó có một cái màu như là màu lam nhẹ nữa nha quý vị. 950 đồng. Em có cái dây này. Dây này là 500 450. Ấn lên lục rồi nha quý vị. Này quý vị liên hệ em nha. Có một cái bức tổ nè quý vị, mà ngọc rất là trong nha quý vị, có thể nhìn xuyên thấu luôn cái miếng ngọc này nha quý vị. Mà đặc biệt một cái nữa là ở dưới đây là lên màu lục rồi nha. Ở đây em chạm vàng 18, em bọc vàng 18 mà quý vị, cái miếng ngọc này quý vị thấy không, trong đến nỗi màu đằng sau á, em làm cái gì đằng sau quý vị cũng thấy. Cái miếng ngọc này nếu quý vị nào mà biết nha, có thể sở hữu. Mà một miếng ngọc này rất là trong nha quý vị, rất là trong, quý vị có thể nhìn thấy vô miếng ngọc xuyên thấu luôn nha. Cái này em sẽ bán cho quý vị với giá là 2.000 đồng. Mà lên lục nè. Rất là trong, miếng ngọc này rất là trong. Trong mà trong khởi quang đó vậy, trong mà có luôn cái khởi quang lên đó. Có những cái dây, những cái dây này em cũng pha lê nha quý vị, pha lê là Swarovski nha, là những cái loại đẹp, chất đẹp tốt, mạ vàng 14, những cái đá này đá thiên nhiên của em nha. Đó. Cái này trẻ thích đeo lắm, rất là thích đeo luôn. Tập và lạ chỉ riêng duy nhất là có một mình tiệm em có thôi nha. Này kiểu design riêng của tiệm.
kết hợp với những cái dây đá làm cho lên một cái kiểu là rất là xinh nha. Đá vừa vàng 14 plated, vừa những cái đây là Swarovski, quý vị cũng đã biết những cái viên Swarovski này, quý vị ra ngoài quý vị vô cái tiệm quý vị mua, quý vị cướp một cái viên như thế này là bao nhiêu đúng không, đều là đá pha lê 100% thiên nhiên, ngọc đá thiên nhiên luôn, đá thạch anh tím thiên nhiên. Cái dây này em sẽ bán cho quý vị với giá là 220 đồng một dây. Tùy theo cái size đá nha, có những cái size đá nhỏ hơn giá rẻ hơn, nhiều size đá to hơn giá mắc hơn, tùy theo cái size đá. Và em sẽ làm cho quý vị những cái dây đá trên tay em sẽ làm cho quý vị tùy theo cái màu học với loại cái mệnh của mình, màu gì đá gì em sẽ làm theo tùy theo như quý vị. Mỗi người sẽ có một cái mẫu riêng. Em có một cái thạch anh khối nha quý vị, cái này là thạch anh thiên nhiên nha quý vị, ra ngoài nắng quý vị sẽ thấy vô những cái vết trong của bên đá đó, đây là thạch anh khối thiên nhiên, thạch anh thiên nhiên luôn, 100 đồng một dây thạch anh khối nha quý vị. Cái này em có màu đậm cũng có, màu nhạt cũng có, tùy theo. Em có một cái bức Phật Di Lặc, cái này huyết ngọc nha quý vị, cái này sẽ bán cho quý vị với giá là 800. Rồi cái bức này sơn thủy luôn, vàng 18, em sẽ bán cho quý vị sơn thủy và đá A nha. Rồi sơn thủy xanh, em sẽ bán quý vị bức này với giá là luôn vàng luôn là 500. Sơn thủy. Em có một cái bức con rồng huyết, huyết vàng chanh, cái này 500. Ngài Di Lặc luôn vàng 18, 700. Cái bức con rồng huyết theo quý vị ha, 600. Chín con rồng luôn vàng 18, 800. Chín con rồng. Một cái dây Phật ngọc luôn có ở trên đây, có em làm chạm luôn cái khánh ở trên đây là chạm khánh như ý,
và một dây chuỗi bạch ngọc luôn nhau, Phật ngọc với vị đá Phật ngọc Hòa Bình á, Phật ngọc Canada. Rồi dây này em bán rẻ cho quý vị 240. Cái khánh này em chỉ sức mấy trăm mấy, 240. Quý vị hút phong độc nha, dòng hút phong độc 150 một giây, nếu luôn có tỷ hưu là 250, 150 một giây, có tỷ hưu là 250. Cái dây bạch ngọc 150, dây bạch ngọc 150, đá cẩm thạch nha quý vị, ngọc cẩm thạch. Em có một cái chiếc nhẫn con hổ nè, cái này size size 19, một chiếc nhẫn con hổ size 19. Chiếc nhẫn con hổ size 19 200. Nhẫn con rồng chứ. Cái này nhẫn con rồng nha quý vị. Nhẫn con rồng. Size 19. Rồi một cái chiếc nhẫn tỳ hưu size 19, em nói lộn, cái đó size 19 hồi nãy, không phải, cái đó size 9 rưỡi. Cái nhẫn con rồng này là size 9 rưỡi nha quý vị, còn cái nhẫn tỳ hưu này là hình như size 9 nè, nhẫn tỳ hưu size 9 150 đồng, nhẫn tỳ hưu size 9 150 đồng. Rồi những cái nơ tiết ngọc size 8, size 9 gì đó. Chiếc này sẽ bán là 150 đồng nha quý vị. Một chiếc này kỳ đó có chị đặt á, nhưng mà nghĩ quen thì em cũng có lấy cọc, nhưng mà cuối cùng chị không có, chị không có ra. Có 3 chiếc, không lấy chiếc nào lấy. Rồi, đã hết thời gian rồi. Thì em cảm ơn quý vị đã theo dõi em ngày hôm nay. Em sẽ trở lại quý vị trong tuần sau. Và hẹn gặp lại quý vị. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị thích những cái món hàng của ngày hôm nay, xin quý vị gọi về số phone là 714-548-1988. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.